vượt qua khắc nghiệt thời tiết. Gặp sạt lở rất là nguy hiểm hàng sơ. Vượt qua địa hình hiểm trở. Rất là sợ đá lăn, mỗi lần lên trường thì phải đi bộ mất 3 tiếng. Vượt qua những rào cản gia đình. Với xa mẹ thì con nó khóc rất là nhiều, tối nó tìm mẹ. Thì cũng phải chấp nhận cuộc sống ở đây hiện tại như thế thôi. Vượt qua những định kiến. Xã hội đặt ra không có một cái nghề nào dành cho nam, một cái nghề nào dành cho nữ cả. Thích nghề nào thì chúng ta chọn nghề đấy. Yêu hà. Vượt qua tất cả, họ lựa chọn bước đi trong hành trình giữ mạch nguồn yêu thương, ươm những mầm xanh nơi biên cương tổ quốc. Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay trong bài giảng. Vâng, mỗi lần nghe đoạn nhạc này là tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng học trò bên mái trường và thầy cô của mình. Nghề giáo thì được ví với nhiều điều, là người lái đò, là người thắp lửa. Nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gọi họ là những người gieo mầm xanh. Nếu nói đến gieo mầm thì khó khăn nhất có lẽ là những vùng dẻo cao trùng điệp, nơi mà địa hình thiên nhiên và cả khí hậu đều vô cùng khắc nghiệt. Cũng như hành trình gieo con chữ của các thầy cô bị bủa vây bởi trăm bề những thiếu thốn, thiếu điện nước, thiếu cơ sở vật chất dạy học, thiếu ăn, thiếu mặc và thậm chí là thiếu cả học trò. Một tháng trước đây, mưa lũ xảy ra nghiêm trọng tại miền Trung nước ta, trong đó có tỉnh Nghệ An. Bởi thế mà con đường đến trường mùa này của các thầy cô giáo cũng nhọc nhằn hơn cả. Lúc sau của ông á, mò rồi. Sau những trận lũ quét, sạt lở, các thầy giáo ở điểm trường Bản Nậm Tột của trường tiểu học Chi Lễ 4 vượt núi, đội mưa để trở lại trường. Có cần con vé mưa không? Nguyên là lên hồng hương cả. Với con đường từ dưới này lên đến Nậm Tột gặp sạt lở rất là nguy hiểm và đáng sợ. Các con suối, con cầu, đôi lúc các thầy xuống phải chờ đến 2-3 tiếng đồng hồ, lúc mới rút lại mới đi qua được. Đôi lúc phải khía cả xe, thở lắp, rất là nguy hiểm đối với tính mạng của giáo viên ở đây. Nhưng mà lại yêu con cháu, đưa cho con chữ cho con cháu là các thầy cũng cố gắng. Lần nào cũng vậy, lũ về thì trường lại mất nước, các thầy lại được một phen bận rộn hơn hẳn. Cơn bão, mưa lũ, đá, cát, sỏi ăn chèn lại, ăn thịt, thế là ổ nước để không đi. Ủa, cho nên là thường xuyên phải đi sửa. Ủa, trời ơi, đồn mòn hư hết. Điện đây là điện sắt lở, tiền không thấy cạn, ống nước nữa. Có tiền thấy không ấy muốn. Ừ, hình như cái đoạn này này. Còn ở trường tiểu học Bắc Lý 2, mưa lũ về, cuối tuần những lũ trẻ này cũng chẳng thể về được nhà, bởi nhà thường cách trường 20 cây số, đường đất, vách núi vô cùng khó khăn. Các thầy cũng chẳng về nhà mà ở lại chăm cho lũ trẻ. Ở đây có em này, tôi được cấp tranh vợ nhá, ngủ được chưa? Ngủ này cũng ngoan nhá, tôi giỏi không được ra ngoài nhá, được hết này lành này, bị về bị ốm đâu, trong phòng nhá. Chỉ đã đến đây là thấy tự nhiên là mưa to như thế, cho nên nhiều cái nó nguy hiểm, bão lũ trở là gặp nhiều cái rủi ro, cho nên là phải quan tiện học sinh hàng ngày, bảo học sinh cũng như con mình thôi. Ngày mưa gió giá rét, co ro giữa đêm lạnh, những cơn giật mình thổn thức của lũ trẻ cứ chốc chốc lại về. Thế nhưng bởi có những hơi ấm tình thương từ người thầy người cha mà những giấc ngủ con lại được an yên. Những bão giông cũng vì vậy mà dừng lại sau cánh cửa. Sau mưa trở lại sáng, các thầy cô trở lại với công việc giảng dạy, gieo chữ nơi vùng cao biên giới đầy khắc nghiệt. Dạy học ở vùng cao là công việc đầy khó khăn và thử thách bởi những người thầy, người cô phải vượt lên những khó khăn về địa hình, khí hậu khắc nghiệt và có những người còn phải vượt qua cả những định kiến. Nói tới bậc học mầm non thì nhiều người thông thường sẽ nghĩ tới hình ảnh các cô giáo trẻ hát hay múa dẻo, nhưng ở chính những lớp học mầm non ấy thì còn có bóng dáng của những người thầy đang từng ngày tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho lớp mầm non. Vâng, đây chính là hình ảnh thầy giáo Ma Đình Hiểu,
là giáo viên mầm non tại tỉnh Thái Nguyên đang dạy các em học sinh học múa hát. Clip đăng tải trên fanpage Việc Tử Tế đến nay thì đã nhận về hơn 146.000 lượt yêu thích và hơn 3,4 triệu lượt xem. Cùng với đó là những bình luận, những lời chia sẻ. Vượt qua những định kiến rằng nuôi dạy trẻ là công việc chỉ phù hợp với nữ giới, thầy giáo Ma Đình Hiểu đã gắn bó với công việc giáo viên mầm non nhiều năm nay. Giờ đây trên khắp đất nước Việt Nam có nhiều thầy giáo đã và đang bén duyên với công việc này. Ngay bây giờ mời quý vị đến với một điểm trường tại Mèo Vạc, Hà Giang, nơi cũng có một thầy giáo đang miệt mài nuôi dạy trẻ như vậy. Nảy mầm. Một hoa. Hai hoa. Mùi hương thơm ngát. Tôi tên là Nông Văn Thuyên. Tôi cũng công tác bên ngành mầm non này được 12 năm rồi. Khi tôi đi học ấy, ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên ấy, cả trường 2.000 người cơ, duy nhất chỉ có 2 nam thôi. Mà lớp tôi cũng duy nhất có một mình tôi là nam, đứng trong 62 sinh viên nữ. Đây là cái khen này. Cái khen là nhạc cụ của dân tộc Mông của chúng mình này. Cách nói chuyện nhỏ nhẹ như thủ thỉ tâm tình với học sinh. Cần thêm đôi bàn tay khéo léo để cắt dán, tự trang trí lớp học. Chính bởi những yêu cầu đặc thù như vậy mà nhiều người nghĩ rằng giáo viên mầm non là công việc vốn dĩ chỉ phù hợp với phái nữ. Có những người cũng xì xào này nọ kia, nào là về giới tính các kiểu nữa, nhưng mà bản thân tôi thì tôi không quan niệm cái điều đấy là cái điều sai trái đâu. Không phải là cứ giáo viên mầm non là phải nữ, mà cứ giáo viên thể dục là phải là nam đâu. Ai thích nghề nào thì chúng ta chọn nghề đấy. Không chỉ một mình thầy Thuyên, đặc biệt hơn trong gia đình thầy còn có thêm một giáo viên nam nuôi dạy trẻ nữa. Trong huyện thì có hai giáo viên nam, là tôi với lại em trai của tôi. Hai anh em tôi thì thường xuyên nhắn tin gọi điện giao lưu chuyên môn của hai trường. Năm nay chú có học dạy mấy học sinh? Năm tuổi là 21 cháu, 4 tuổi là 4 cháu. Thế thì lúc nào về nhà chơi đây? Tết thôi nhỉ? Tết dương lịch về anh em về cùng nhau. Vâng. Hai anh em mình cùng cố gắng chú nhá. Vâng, hai anh em mình cùng cố gắng vậy. Động viên cùng nhau cố gắng, động viên nhau vượt lên những khó khăn nơi vùng cao gian khó và vượt qua cả những định kiến để yêu nghề, mến trẻ. Em thấy thầy giáo rất là nhiệt tình và rất là chăm chỉ dạy các em học sinh. Như ánh mắt thơ ngây, những nụ cười của trẻ thơ chính là động lực để những người thầy đặc biệt miệt mài gieo ươm những mầm non nơi cao nguyên. Họ chẳng ai bảo ai, cứ mỗi ngày được đến lớp, được nhìn thấy lũ trẻ đến trường đã là hạnh phúc rồi. Câu nói mà họ nói với nhau nhiều nhất chính là cố lên nhé các thầy cô. Sự hy sinh ở vùng cao đôi khi bỗng nhiên trở nên hiển nhiên. Hiển nhiên là ngày ngày phải leo núi này, hiển nhiên là sống với những thiếu thốn cơ sở vật chất. Và hiển nhiên là chính gia đình và các con ruột của thầy cô sẽ phải sẻ chia bố mẹ mình cho nhiều bạn bé khác. Nó khác hẳn với cảm giác của Thụy Vân ngày còn bé ạ. Tôi đã từng ước là bố mẹ của mình là thầy cô trong trường để tôi được tự hào khỏi phải đi học thêm khi mà có bố mẹ đã dạy mình rồi. Thế nhưng niềm vui ấy có lẽ chỉ đúng ở đồng bằng thôi. Còn những đứa trẻ có bố mẹ là giáo viên vùng núi thì ngược lại, rất thiệt thòi. Các em phải làm quen với sự chia cắt gia đình từ nhỏ, học cách chia sẻ bố mẹ mình với những người bạn tại những vùng khó khăn hơn. Bố ơi, cái gì nữa bố? Nó học những môn gì? Môn tiếng Việt với môn toán. Chiều đánh thủ làm bài tập nhá. Dạ. Bài nào chầu mà nào mà chưa hiểu là con hỏi bố để bố hướng dẫn con làm nhá. Ở điểm trường Bắc Lý 2, có những đứa trẻ theo bố, theo mẹ đi học. Hai bố mẹ dạy ở hai điểm trường khác nhau. Những đứa trẻ nay ở với bố, mai ở với mẹ để thuận tiện cho việc đi học. Vì điều kiện hoàn cảnh ông tạc ở đây mà vợ thì công tác ở điểm lẻ. Hai vợ chồng cũng được ở thuận tiện ở cùng nhau. Đấy, bây giờ cháu đã lên lớp 2 rồi, bên mẹ là công tác ở bên mầm non, không thể kèm cặp được con. Với cuối tuần mẹ nó về được thì buổi tối thường nó nhắc suốt, buổi chiều nó thường trống mẹ nó về. Cái sáng con đi học mẹ gọi cho con có biết không? Để chiều con gọi cho mẹ nhá, có nhớ mẹ không? Em cũng muốn ở với mẹ nhưng mà lên trên nữa cũng chăm được, mẹ thì đang đi dạy. Bố nói là nếu mà lên trên mẹ là phải chuyển trường. Còn hai vợ chồng cô Liên, thầy Du may mắn không phải chịu cảnh vợ chồng chia xa bởi công tác cùng điểm bản. Thế nhưng hơn chục năm họ phải sống xa con.
Mình thì cũng sinh được hai bé gái. Bạn lớn thì 9 tháng đã gửi về cho ông ngoại nuôi rồi. Còn bạn bé thì 11 tháng thì đã phải gửi về cho bà nội nuôi. Mới xa mẹ thì con nó khóc rất là nhiều. Tối nó tìm mẹ. Mẹ ơi. Những tiếng hát ru giờ đây chỉ có thể nhờ sóng điện thoại gửi tới con. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bình thường nói chuyện thì cũng AI, nhưng mà khi mà mình cất tiếng hát cái bài hát ru đó thì bé tự nhiên bé khóc oà lên. Vào giấc mơ à ơi à ơi à à ơi. Chịu cảnh chia xa con cái, những thầy cô ở đây trở thành cha thành mẹ, dành hết tình yêu thương chăm lo từng ly từng tí cho những đứa trẻ này. Tạm gác lại nỗi niềm riêng, những người thầy, người cô vẫn cứ miệt mài bám trụ, giữ mạch nguồn yêu thương, ươm mầm xanh ngày một khôn lớn. Vâng, ở những nơi càng khắc nghiệt, sự sống lại càng vươn lên đầy mạnh mẽ và hành trình gieo mầm xanh cũng vậy. Nhờ có bàn tay chăm chút tưới tắm của các thầy cô giáo, những cây con sẽ bám rễ sâu trong lòng đất, cao lớn và trưởng thành. Thế nhưng những người gieo mầm, họ không bao giờ cần ai phải báo đáp hay ghi nhớ công ơn của mình. Những hình ảnh về hạnh phúc giản dị ngày 20 tháng 11 của các thầy cô giáo vùng cao sẽ thay cho lời kết của tiêu điểm hôm nay. Kính chúc các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sẽ luôn vững tin về công việc cao quý của mình. Mình ở những nơi khó khăn như thế này thì để mà có hoa và có quà thì nó rất là ít ạ. Chúng tôi thì chỉ chia vui với nhau bằng những tin nhắn qua điện thoại. Hoa thì cũng nói thật là hoa rừng thì cũng có rất là nhiều, mà nếu mà bảo là hoa hồng, hoa gì thì đi ra đến huyện thì cũng rất là vất vả. Đến ngày 20 tháng 11 này, chồng chỉ là thôi hôm nay anh mổ gà cho này, làm cơm cho em là được rồi. Vợ thì là tình cảm lắm rồi. Không phải hoa hay quà, chỉ cần các em học sinh đến lớp đầy đủ, biết cái chữ, chăm ngoan, đó là món quà vô giá, là động lực để thầy cô giáo gắn bó với sự nghiệp chồng người nơi non cao. Có những thầy giáo cô giáo ở dưới vùng xuôi lên đây để làm mang cái chữ lên cho con em vùng cao, hy sinh cả gia đình, là đấy phải đánh giá rất cao về cái sự cống hiến của các thầy giáo cô giáo. Con em biết đọc biết viết, sau này để biết áp dụng các khoa học kỹ thuật, cũng tuyên truyền cho bố mẹ thực hiện các chế độ chính sách cũng như là các chủ trương của đảng nhà nước sẽ tốt hơn.